Paris, các di tích biểu tượng vĩnh cửu. Thủ đô hình lục giác của Pháp, nơi sinh sống của 2,1 triệu dân, mang hơi thở của lịch sử và nghệ thuật. Tháp Eiffel, biểu tượng đáng tự hào của thành phố Hoa Lệ và là nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất thế giới. Các kim tự tháp của Bảo tàng Louvre, một công trình hiện đại trưng bày những tác phẩm nghệ thuật vô giá, đặc biệt là tác phẩm Mona Lisa của Leonardo da Vinci. Đại lộ Champs-Élysées dài 1,9 km với lượng người đi lại tấp nập với các cửa hàng thời trang, nhà hàng dọc đại lộ, xe ô tô xếp hàng dài quanh khoảng, khoảng hàng môn, đài tưởng niệm các cuộc chinh phạt thời chiến của Napoleon. Nhà Opera Garnier 350 năm tuổi với âm nhạc và các vũ điệu cổ điển. Vương cung thánh đường Chacacosa nằm trên dốc Montreux, khu phố nổi tiếng với các nghệ sĩ như Picasso và Modigliani. Thị trưởng Paris là Anne Hidalgo dự kiến vào năm 2022, trung tâm thành phố sẽ không còn ô tô và khuyến khích mọi người nên sử dụng xe đạp hoặc phương tiện công cộng cho việc đi lại.